Đoàn của chúng ta đang ở vị trí là tầng 4 của bảo tàng đồng quê. Tầng 4 vừa là phòng họp, phòng hội trường và phòng thư viện. Ở trên tầng 4 này thì có khoảng hơn 2.000 đầu sách được phân theo các chủ đề và sắp xếp ngay ngắn trên giá, như là chủ đề về sách thiếu nhi, trong đó thì có rất nhiều các câu chuyện cổ tích của Việt Nam cũng như là thế giới, rồi các cuốn sách thông minh phục vụ cho học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 5. Ngoài ra thì chúng ta có nhiều chủ đề khác như là chủ đề sách kỹ năng sống này, văn học nghệ thuật, về lịch sử, về nông y này, về nông nghiệp vân vân. Trong đó thì có cả sách cũ và sách mới. Một số sách được xuất bản thời kỳ Pháp thuộc những năm 1945 đến 1946. Có rất nhiều các tạp chí như là tạp chí Đông Y, tạp chí Bách khoa Sài Gòn được sưu tầm từ số đầu đến số cuối từ năm 2001 đến nay. Tất cả sách ở đây bảo tàng dành để phục vụ học sinh cũng như là khách tham quan. Chúng ta có thể đến bảo tàng tham quan và đọc sách miễn phí trong các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đấy ạ. Vâng ạ, kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bậc phụ huynh và các cháu học sinh, đoàn chúng ta đã vừa trải qua cái hành trình tham quan của bảo tàng quê rồi đấy ạ. Và sau đây thì xin mời các thầy cô giáo cũng như các em chúng ta có thể ngồi chỗ để nghỉ ngơi một chút. Thôi dừng.